Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai giảo hạt Thủ Đức nha, bông từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Hôm nay để giá hữu nghị của chú anh chị mình chơi luôn. Còn mấy cây nằm chậu sống khỏe quá trời luôn. Mã số đầu tiên là 406. Hoành 19. Chiều cao 88. Đường kính bầu 34. 406 nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn 400.000, quả mềm luôn nha. Rồi tiếp theo 407. Nè, cây kéo sẹo hết trơn nha anh chị. Đó, anh chị về nhà mình có thể ghép hoặc là để chơi game mình chơi ha. Hoành 20. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 33. Mã số là 407. Rồi cái này giao lưu chị mình là 300.000 ha, bao ship tặng nhà luôn, quả mềm luôn chị ơi. 408. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 77. Đường kính bầu 25. Rồi 408. Rồi cái này giao lưu anh chị mình là 450 luôn anh chị ơi, bao ship luôn ha. Cây cực kỳ quái nha anh chị. 409. Tàn ra mịt mù luôn anh chị. 409. Hoành 20. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 32. Rồi cái này 400.000. Khi vận chuyển xa mấy cái chòi nó có gãy anh chị thông cảm nha. Về đắp lại chòi mới nha. 410. Cây này quá đẹp luôn chị ơi. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 22. Đường kính bầu 22. Mã số là 410. Rồi cây này giao lưu chị mình 300.000 thôi, quá mềm luôn nha. Còn mấy cây nên xả nha. 411. Cây đầm trời dữ lắm ha. Hoành 23. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Đường kính bầu 25. Đường kính bầu 25. 411. Rồi cây này giao luôn chị mình 300.000 luôn chị ơi, bảo ship luôn ha. 412. Cụ đế quá trời luôn. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 54. Chiều cao 54. Rồi cây này giao luôn cũng 300.000 luôn chị ơi, bảo ship luôn. 413. 413. Thấy nó đầm trời quá trời luôn ha. 122. Chiều cao 72. Chiều cao 72. Đường kính bầu 33. Rồi 350.000 chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Mấy này là em xả đây. Giá cực kỳ mềm nha anh chị. Ồ, cái này đế quá trời đế luôn nè. 122. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Đường kính bầu 29. Rồi cái này 400.000 chị ơi, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 415. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Hoành cũ này là 19. Hoành cũ 19. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Ok cụ đế quá ha. Rồi cái này 300.000 thôi chơi, bao ship luôn. 415. 416. 416. Hoành 16. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Cây này cực kỳ quái luôn, 350 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 417. 417. À, đâm trời quá trời kéo sẹo luôn ha. Về nhà đóng bo là ok luôn ha. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Rồi 417. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 300.000 luôn nha, bao ship luôn. 418. Quá trời cũ luôn. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 44. Chiều cao 44. 418. Rồi cái này giao luôn anh chị mình 350 luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn.
419. Ồ, cái cũ hết biết. Quanh 19, chiều cao 37. 419. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 luôn, bao ship luôn, còn mấy cây nên xả luôn nha anh chị. 420. Ồ, quá đẹp luôn, đủ trời hết ha. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 47. Rồi cây này 400.000 luôn, bao ship tặng nhà luôn. 6. Cây này già cây lắm, già luôn. 23. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Đường xuống tàu 40. Đế quá trời, đế đều hết trơn nha anh chị. Nguyên một củ đế nè, gồng nhiều đóng ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi em để cho cô chú anh chị 900.000 thôi chị, 900.000 bao ship 316, 900.000 thôi. Rồi tiếp theo 318. Quá cưới cũ à. Quanh 20. Chiều cao 82. Đường cánh bầu 41. 318. Rồi cái này 1 triệu 2 nên chị ơi, bao ship tặng nhà 1.200.000 318. Rồi tiếp theo. Ồ cái này cú có đuôi luôn chị ơi. Chị thấy cụm đế nó dữ dữ không ha? Đó. À. Cây hết biết cái lực cây luôn ha. Quanh 25. Là đo chỗ này 25 ha, chỗ này bự dữ nữa nha chị. Chiều cao 37. Nguyên củ đặc luôn kìa. Đường kính bầu 43. Đó, quay kỹ cho anh chị coi. Nguyên cái củ đặc kẹo dưới này luôn ha. Mã số là 319. Rồi cái này cũng 1.500.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn, 1.500.000. Rồi tiếp theo 342. Cái này dán thú luôn nè anh chị ơi. Ồ, trồng quái cố chừng trước luôn nha anh chị. Ồ, cực kỳ quái ha. Cái này quái lắm nha anh chị, phải dữ dằn luôn ha. Sát của đế 31. Đây là 27. Đó là 27. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Ồ, cực kỳ quái nha anh chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.800.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn, 1.800.000, mã số là 342. Rồi tiếp theo. 343. 343. Ồ, chị coi nè. Quá trời cho bệ nằm về ườn dưới này luôn ha. Quanh 26. Chiều cao 67. Đường kính bầu 54. Mã số là 343. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.400.000 nha. Em bao ship tặng nhà luôn, 1.400.000. Rồi tiếp theo 344. Ồ, cái cũ nè anh chị. Quá khứ cái cũ luôn anh chị ơi. Đó, cũ này dữ dằn luôn nha cô chú anh chị. Ồ, mày mà hết biết cái củ đế thiệt chứ. Quanh sát của đế 36. Đây là 29. Ừ, đây 36, đây 29. Chiều cao 77. Hết biết đế điều. Đường kính bầu 52. Mã số là 344. Ừ, quá dữ luôn. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 nha. Em bao ship tặng nhà, bộ đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo 346. Cây này quá quá quái luôn. Giống vườn thú luôn nha. Ồ, chừng nhỏng lên trước luôn ha. Quanh 27. Quanh 27. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50, 346. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.000.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 347. Ồ, ồ cây này cái càng bay ra cực kỳ đẹp luôn nè chị, bệ đế nè. Ồ, hết để cho bệ nha. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Quanh 30. Quanh 30. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Quá trời cũ nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nè anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Quá trời cụ đế ha, 1.700.000. Rồi tiếp theo 350. Cốt cành đều gan nha anh chị. Không có cái chân này nữa.
Hoành 29. Hoành 29. Chiều cao 1m17. Chiều cao 1m17. Đây cực kỳ quái ha. Rồi cây này 1.9 triệu luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số là 350. Rồi tiếp theo 351. Cốt cành đều gan từ dưới lên trên ha. Hoành 29. Chiều cao cỡ 1m6 anh chị ơi. Đường kính bầu 52. Cây này anh chị thích chơi tàn, cây này quá đẹp luôn nè. Đó, củ đế thì bao hàng củ đế luôn. Hết biết củ đế. Mã số là 351. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.9 triệu luôn anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. 1.900.000. Rồi tiếp theo 358. Cây quá tứ luôn. Máy chơi tay, chi tay này nó uống lâu lắm rồi nha. Rồi em đo cái eo cái này là được 33. Nhưng mà đo cái cũ này luôn nữa bự lắm nè. Cũ này 49 lắm. 49 hoành. Chiều cao của cây này là 1m03. Đường kính bầu là 40. Cây 358 nha anh chị. Bự lắm ha. Rồi 1.9 triệu thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 1.900.000. Rồi tiếp theo mã số 359. Qua trời cũng thế luôn. Đẹp lắm nha anh chị. Ở cốt cành rồi nha. Quá trời. Này chị nuôi mau lắm, cốt cành có sẵn 35 hoành. Đo tuốt trên eo là được 29 hoành. Chiều cao của cây này là 1m06. Đường kính bầu là 42. Mã số là 359. Cây chi tay cốt cành rất là đẹp ha. Rồi cây này cũng 1.9 triệu anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Cốt cành rất là đẹp ha. 359. Rồi tiếp theo 361. Cây củ đế quá khứ củ đế nha anh chị. 361. Hoành eo em đo được là 28. Chiều cao là 71. Đường kính bầu là 42. Mã số là 361 nha. Cốt cành quá đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.7 triệu đó anh chị ơi. 1.700.000. Bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo 362. Ồ, cốt cành đều gan luôn nha anh chị. Cây này quá trời đẹp luôn nè. Này hoành em đo được 38. Đo trên đây là 32. Rồi sát cái củ đế của nó là 45.